Hello mọi người, chào mừng đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chính là video mình mở cái cuộc bầu chọn cái con robot được yêu thích nhất năm 2023 nha. Và đến chủ nhật tuần sau thì mình sẽ tìm công bố con nào là cái con gọi là Make of the Year các bạn nha. Rồi, về cách thức bình luận thì rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần bình luận một con nha. Các bạn bình luận một con robot mà các bạn yêu thích ở dưới phần bình luận của video này là được. Và các bạn thống nhất cho mình là các bạn hãy bình luận tiếng Anh nhé. Bình luận tiếng Anh và ghi thường đó. Ví dụ con Redeemer này các bạn không được bình luận là đấng cứu thế, mà các bạn hãy ghi đúng tên của nó là Redeemer các bạn nha. Tengu này thì các bạn ghi là Tengu thôi, các bạn không ghi thêm cậu Tengu nha. Đấy, các bạn ghi Tengu thôi và ghi thường cho mình nha, đừng có ghi in hoa gì cả. Đấy, đừng có ghi in hoa gì hết, các bạn cứ ghi bình thường thôi. Rồi đến chủ nhật thì mình, chủ nhật tuần sau mình sẽ dùng cái trang web Pick Winner Giveaway ấy, mình sẽ nhập tên của những con này vào. Đấy, mình nhập tên của những con này vào để xem nào, con nào có nhiều lượt bình chọn nhất. Đó, cách thức bầu chọn thì rất đơn giản đúng không? Các bạn chỉ cần bình luận cái con robot mà các bạn yêu thích. Ví dụ mọi người có thể bình luận là bình chọn xong rồi 2 chấm tên con nào đó, hoặc là các bạn chỉ cần ghi là robot yêu thích xong rồi 2 chấm tên con gì đó. Đấy, tùy mọi người thôi, quan trọng là trong phần bình luận của các bạn có tên cái con robot các bạn yêu thích là được. Đấy, mọi người nhớ là một con đấy nhá, các bạn mình ghi một con đấy nhá. Bình luận nào mà ghi 2 con ấy thì mình sẽ xóa các bạn nhá. Đấy, bình luận nào mà ghi tên 2 con ấy thì mình sẽ xóa. Mỗi bạn, mỗi bình luận chỉ được một con thôi. Đấy, bình luận một con thôi. Và tất nhiên là mình sẽ loại bỏ những cái bình luận trùng lặp các bạn nhé. Đấy nên là mọi người, đấy nên là mọi người hãy đảm bảo cái tính gọi là công bằng cho tất cả những con robot ở đây. Đấy, đừng có gọi là spam một con đi một con lại, thì như vậy là không được đâu. Mình sẽ loại bỏ hết những cái trường hợp trùng lặp các bạn nhé. Rồi thì đây là cái nội dung đầu tiên, cái nội dung đầu tiên mà mình làm đổi mới về cái bình chọn này. Không biết là liệu rằng cái con top 1 hoặc là Make of the Year năm nay sẽ thuộc về con nào. Cái con robot yêu thích của mình thì mình sẽ không nói đâu. Đấy, tùy thuộc vào các bạn thôi. Mọi người hãy cố gắng đấu tranh để cho cái con robot của các bạn được top 1 nha. Các bạn có thể kêu gọi bạn bè cùng vào gọi là bình chọn cho cái con mà các bạn yêu thích ấy, để cái con ấy nó được lên top 1. Đấy, không ai lại muốn cái con robot mình yêu thích lại không được top 1 đúng không? Đấy, đây sẽ là một cuộc cạnh tranh về cái tình yêu của các bạn, để xem nào là đâu mới thực sự là top 1, cộng đồng fan của con nào là lớn nhất. Đấy, lúc đó thì các bạn sẽ thấy được rằng là liệu mình có đứng ở trên đỉnh vinh quang hay không, hay là cái con mà các bạn yêu thích ấy nó chỉ top 2, top 3 thôi nha. Được rồi, một lần nữa thì mình hy vọng, rất mong là các bạn sẽ tham gia cái nội dung này của mình một cách nhiệt tình, để vui vẻ, để cống hiến cho người xem, những cái người mà người ta chưa biết con game này, hoặc người ta đang chơi, người ta cũng tò mò, người ta bảo game này cũng khá nhiều robot đấy, thì không biết là cái con nào là cái con mà cộng đồng game yêu thích nhất nhỉ. Đấy, thì người ta khi mà xem video chủ nhật tuần sau mình công bố, người ta cũng có thể là hóa ra là con này, hóa ra con kia. Rồi tất nhiên là mình cũng, sau khi mà mình công bố thì mình cũng nêu ra một vài điểm mạnh, điểm yếu của các con chiến thắng để các bạn xem, thì các bạn cũng có cái lời khuyên để các bạn có đầu tư hay không. Đấy, hoặc là đơn giản ví dụ bây giờ mình nói thật mà con Lancer này top 1 đi thì mình cũng không tin nổi đâu. Đấy, con Lancer này mà top 1 thì mình cũng không tin nổi đâu. Lúc ý thì mình nói thật là mình cũng há hốc mồm đấy, chứ không phải đùa đâu. Nên là yêu cầu là các bạn bình luận nghiêm túc nha, các bạn đừng có chon nha. Các bạn mà chon thì nó không vui đâu. Đấy, các bạn hãy cứ bình luận nghiêm túc nha, tránh trường hợp bây giờ mọi người cứ đổ xô, mọi người bảo ô bình luận con này đi, bình luận con này đi cho vui, thế là cuối cùng kết quả không ngờ đến thì mình thấy là như vậy thì khổ thân mình lắm nha. Các bạn hãy bình luận một cách thật là trung thực nha, bình luận theo đúng cái lòng yêu thích của các bạn nha. Được rồi, thì mình hy vọng một lần nữa là rất mong các bạn ủng hộ và tham gia cái cuộc bầu chọn này một cách đầy đủ và chuẩn chỉ nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.